cứ như mà không được đâu. Ông có biết cái dự án lần này ấy, là đại dự án, là kẻ dòng nó nhiều người rèm pha. Mà ông có biết không, ông Dường trưởng phòng ấy đợt vừa rồi cũng giới thiệu một tay chung nào đó, nói chung là dây mơ dây máu họ hàng gì ấy, đến đấu thầu dự án lần này đấy. Chung à? Đúng. Sao cái tay chung này mà tôi lại không biết nhỉ? Thế này thì hỏng. Nhưng mà này, không quan trọng chung trinh gì trước hết, tôi chỉ cần cái tài của ông thôi. Tại tôi chỉ cần tài của ông lại hỏi tôi. Cái lưỡi của ông như này, lưỡi không xương lại nhiều đường lắt léo. Ông hiểu không? Lắt léo vào. Chứ còn nếu mà mấy cái việc của nó mà nó dễ ấy, thì tôi nhờ ông ca ông mẹo cho nó xong. Cái việc khó thì mới đến mồm tôi nhá. Thì tóm lại là muốn tôi nhờ cái gì, muốn giúp cái gì? Ông cũng thừa biết cái gói lần này gói rất lớn đúng không, gói rất quan trọng đúng không, nhưng muốn hoàn thành, muốn nhận được cái gói này phải có tay trong, phải có người tác động vào lão Dường, phải có người tác động vào lão Dường. Đúng. Tác ông động có hiểu ra rồi đấy. Tác động bằng cách nào này? Ông hỏi tôi là có tác động bằng cách nào á? Đúng. Sao người ông to mà sao não ông nó ngắn thế? Tôi tưởng ông thế nào, tôi tưởng ông là ông phải tự nghĩ ra cái cách tác động chứ. Nếu như không nghĩ ra ấy, để tôi bảo cho. Cỗ máy nào cũng cần phải bôi trơn. Ông hiểu không? Bôi trơn. Ừ. Ui, cái này đẹp. Cái này cũng đẹp, thế rất dễ ưng. Dạ sếp ạ, đây ạ. Dạ, em chào sếp ạ. Dạ, xin giới thiệu với sếp, đây chính là anh Dũng, đối tác của ta đấy ạ. Dạ, em xin chào. Chào sếp ạ. Dạ, dạ. Mời ngồi. Sếp ơi, hôm nay em sang đây, em xin phép được gặp sếp để em nộp cái hồ sơ xin dự thầu. Được ạ, cậu cứ để đây, trong người lát nữa tôi sẽ xem qua. Ê, sếp ơi, nếu như mà lát nữa thì bên em gay go quá. Một cái dự án lớn như thế này của sếp mà để lâu thì nghe vẻ nó hơi nguội ạ. Này, dạ. Nếu muốn nhanh nhất thì đem xuống dưới phòng... phòng ở dưới nhà nhé. Kìa sếp. Sếp ơi, ý anh Dũng không phải là như thế ạ. Sếp nhìn này, ở dưới cái tập hợp đồng đấy, sếp nhìn xem đây này. Đây chính là những mẫu xe hơi mới nhất năm 2014. Sếp xem đây ạ. Cái này là để tôi xem rồi gì. Chứ không phải là định hối lộ tôi cái điện thoại này. Không ạ. Tôi cấm hối lộ đấy nhá. Tôi ghét cái hối lộ lắm đấy. Dạ vâng ạ. Sếp ơi, đây là không những để sếp xem, mà em cũng xin quảng cáo luôn ạ. Ở bên công ty em là bán những chiếc xe, siêu xe này. Đây là bán cái xe này đây. Dạ vâng ạ. Công ty em chỉ bán cái đồng giá là 50 triệu một siêu xe thôi ạ. Đồng giá? Dạ vâng ạ. 50 triệu? Sao giống Bách Hóa Tổng Hợp đấy? Dạ thì nó tương tự như thế ạ. Dạ. Tôi không có thời gian nhá, để các vị đùa đâu nhá. Dạ mà em tôi không dám hứa đâu ạ. Cái xe gì mà 50 triệu? Em không cần xe trẻ con, xe đồ chơi. Ôi giời, sếp ơi, đấy, cái chính nó nằm ở chỗ đấy ạ. Tuy là siêu xe xịn thật, nhưng mà chỉ có 50 triệu và là bán ạ. Bán? Dạ vâng ạ. Tức là ai mua cũng được? Dạ vâng ạ. Thế mình mua xe, tức là không phải hối lộ. Đúng rồi, mình mua chứ không phải là nhận hối lộ à? Ê này, dạ, 50 triệu đúng không? Dạ vâng ạ. Tôi mua một cái. Sếp ơi, em biết là sếp sẽ mua một cái rồi. Nhưng mà ở dưới tay cậu Hoàng kia có cái hợp đồng mà. Thôi. Rồi, coi như là cái thầu của cậu tôi nhận rồi. Dạ, cậu Hoàng chắc phải gắng nhỉ. Sếp ơi, nếu như sếp đã duyệt như thế rồi, ngay sáng ngày mai em sẽ cho thằng Đệ đánh xe đi cậu. Sếp là... Này,
Nhưng mà phải bán đấy nhá. Sao vâng ạ, bán đồng giá 50 triệu. 50 triệu ạ. Ừ. Thế thì tôi mới nhận như không rồi. Tôi ghét hối lộ lắm. Dạ đúng rồi. Thế là như thế ạ. Nhá. Dạ vâng. Cái này ảnh hoàng. Dạ. Tiễn bạn ấy về cho tôi. À dạ vâng. Dạ vâng ạ. Cứ coi yên tâm nhá. Dạ vâng, em chào sếp ạ. Em mời anh. Dạ em chào sếp ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.